Khi Chúa đang ăn ở một gia đình, thì chúng ta thấy là có một cô cố đặt cái bình dầu thơm cố đỏ lên đầu Chúa. Và những người khác trách cứ là tại sao phí dầu vậy? Dạ dầu này đáng 300 quan tiền mà. À, Chúa nói là đây là cô đang chuẩn bị cho công việc của Thiên Chúa này, là chắc chắn là Chúa sẽ chết. Dạ, một chị thì đang ngồi dưới chân lắng nghe, chị kia thì đang trách móc nói thầy sao không nói với em con một tiếng để vào con phục con cái việc bếp nóng. Chúng ta thấy đây là nhà của ba chị em. Dạ, rất nhiều lần chú ghé nơi này.
too strong and you will quiver. Break the silence, I surrender to this dream of you forever. You my power, my treasure.